Yo yo yo. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft vùng đất thánh. Hôm rồi thì mình đã đi khám phá các thứ rồi, cũng rất là nhiều rồi ha. Hôm nay thì mình đi shopping một bữa đi. Mình có khá là nhiều vàng nè. Mình sẽ mang theo tầm một stack khối vàng đi. Rồi sau đó mình sẽ cho vô ba lô. Đồng thời thì mình sẽ xuống địa ngục á. Thế nên thuốc kháng lửa thì mình cũng còn một chút ha. Hy vọng là với số thuốc này mình có thể kiểu như là an toàn khi trở về nha. Rồi bây giờ thì cùng mình qua bên đó thôi. Rồi khi nào qua bên đó đi, rồi mình sẽ nói công việc chính của mình sẽ làm trong ngày hôm nay ha. Nói chung thì sơ bộ là mình cần phải đi trao đổi với mấy anh Bitlin á. Nhưng mà để mình nóc vô cái đó để đảm bảo tầm nhìn trước. Ui ui, qua đây là gặp mấy cái con này. Húp lên nè. Đó. Bị quýnh cái là chạy. Mà gặp mình là cứ cà khịa. Ghét chưa? Cà. Cà khịa nè, thôi. Không chơi với nó nữa. Giận ghê á. Ui, Bitlin. Mình gặp Bitlin rồi. Từ. Mình sẽ tìm cách để mình trao đổi với anh Bitlin này trước cái đã. Éo. Chắc cho anh xuống cái lỗ rồi đi. Giờ làm sao đẩy anh xuống cái lỗ rồi ta? Đẩy anh xuống cái lỗ đi. Xuống lỗ đi. Đẩy anh xuống lỗ thất bại rồi. Giờ mình sẽ dụ anh Bitlin này. Xuống cái lỗ. Xuống dưới đi. Xuống dưới giùm. Rồi xong biết. Ôi. Một anh xuống lỗ rồi. Anh này xuống lỗ luôn đi. Xuống lỗ đi. Rồi hai anh xuống lỗ. Mình sẽ lần lượt cho mấy anh này lượm vàng á. Trao đổi đi. Hả? Ủa? Không trao đổi được hả? Cái gì ồ sáng quá gì đấy? Anh tụ này là đánh lạc hướng bằng... bây giờ bắt đầu trao đổi nè. Sẽ dục vàng xuống dưới cho mấy ảnh... đổi đồ với mình á. Và hôm nay á thì mình cần đổi một cái vật phẩm. Nó khá là đặc biệt một xíu. Nó sẽ nằm trong cái quyển này nè. Cái đó tên là Glitch Blackstone Shack á. Mình cần cái Glitch Blackstone Shack. Ê, hình như nó cho mình rồi kìa. Đúng không vậy? Thôi đừng đánh nữa. Rồi cho anh chết luôn. Nè, nó cho mình rồi nè. Yeah, mình cần 4 cái như vậy á. Ui, thất bại ơi. Mấy này dễ quạo quá. Đừng có đánh nữa là anh chết đấy. Tôi nói rồi mà anh không tin. Mới đổi được có một cái hả? Trời ơi, mấy này á, lì gì mà lì dữ không biết nữa. Người ta đã không muốn gây chuyện rồi mà cứ kiếm chuyện với người ta thôi. Thì cái tình. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đi tìm thêm những anh Bitlin khác để mình trao đổi tiếp á. Tính ra cái tỷ lệ gây ra cái Glitch Blackstone Shack nó cũng tương đối cao á. Mình đổi có mấy cái cục vàng thôi mà đã có được một cái rồi. Thôi trao đổi đi. À trao đổi như vậy cũng được, Ok. Tiếp tục. còn gây ra cái nhẫn vàng luôn nè. Wow. Còn cái gì khác không? Bình tĩnh. Yên cửi mình nhiều lắm rồi. Bớt ra đi. Giữ hát dùm thạch khóc thôi ha. Khúc này ít Bitlin đó nha. Chắc một hồi mình tìm cái chỗ nào nhiều Bitlin á, mình đổi cho nó nhiều. Chứ đây ít quá, mình đổi nó khá là mất thời gian ha. Và đổi không được nhiều nữa. Rồi bye bye anh luôn. Đi tìm chỗ khác đi. Chỗ nào mà đông Bitlin mình đổi cho nó tiện ha. Chỗ này có không? Này không có Bitlin nhiều rồi. Qua đây thử. Ui chỗ này xương không à. Yêu. Đây. Chỗ này là danh trại luôn nè. Chỗ này là bao nhiêu luôn. Ra đây mấy anh ra đây. Tôi sẽ đổi với mấy anh luôn. Đó anh nào ra là mình đổi hết. Đừng có bắn. Đấy, mình sẽ tạo công ăn việc làm cho mấy ảnh ha. Không có được lười biếng nè.
Đấy, anh nào ra là mình sẽ cho. Áo áo. Đừng. Đừng manh động, đừng manh động. Ui, có một số anh manh động quá. Thiệt luôn á. Có một số anh rất là manh động nha. Thôi nào. Định chiến, định chiến. Người ta nói định chiến không à. A few moments later. Đây rồi, đây rồi. Cái cuối cùng, yes. Giờ anh đổi cái gì cũng không quan trọng đâu anh à. Anh hết giá trị lợi dụng. Mệt mỏi thiệt sự. Mà đổi đây nó khá là nguy hiểm luôn. Tại vì có rất là nhiều con gái ở xung quanh, nó hăm he để nó bắn mình á. Nên cũng khá là căng á. Nhưng mà cuối cùng thì cũng giải quyết xong cái vấn đề trao đổi trao đổi những cái Glitch Blackstone Shard rồi. Và mình sẽ thử tìm đường vô trong cái chỗ này coi. Chỗ này chắc trong này cũng có khá là nhiều đồ đó. Ồ ồ ồ ồ. Bình tĩnh làm mấy thanh niên. Gì đây, gì đây? Nhảy xuống thôi, làm gì? Làm gì? Trên này còn quá trời luôn nè. Bắn kìa, bắn đã chưa? Thích bắn không? Quét sạch liền. Rồi trong đây thì nó có rất là nhiều đồ luôn ha. Mình sẽ tặng cho nó bớt mấy cái yên nè. Đổi của bọn chúng xong được cái đống yên luôn á. Mũi tên các thứ. Vàng thì mình sẽ giữ lại cho mình. Mà không lấy đồ của bọn chúng đâu. Bọn chúng nghèo quá. Ồ, có khối vàng luôn. Bụng netherite. Cũng được, cũng được. Và cạnh mình á, nó có mấy cái chỗ cái gì ta? Cái đá đen đen đó đó, mình đang cần luôn. Nên bây giờ mình qua bển mình xin chút về ha. Đây đây đây, mấy cái đá này là rất là cần luôn. Đá gặp gì lụm hết. Úi giời ơi, 49. Cái này là gì? Gạch đá đen được đánh bóng. Gạch đá đen nứt gì cũng cần nữa nè. Rồi ngoài ra thì mình cần thêm cái gì nữa không ta? Ok, trước mắt thì mình lấy như đây đi ha. Rồi có gì thiếu thì mình sẽ trở lại đây để mình lấy thêm sau. Tranh thủ lúc mà còn nhiều thời gian thì mình sẽ lượn vài vòng ở đây để khám phá thêm coi. Hình như bên đây là một cái vùng đất khác hay sao á. Cái bầu không khí mình thấy nó nhìn khá là là. Ô gách. Gách nè. Gách nè, quýnh gách luôn. Hồi nãy cà khịa tôi. Ồ, vùng này là vùng cát linh hồn nè. Úi, nó có cái công trình gì á? Isolation. Wow, nó có cái nhà gì nè. Cũng hay quá chứ. Úi. Khoan, 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 khoan. Mình thấy có gì đó lạ lạ. Từ từ, từ từ. Căn nhà này hình như là chỗ để triệu hồi Boss Quy Đời sao á. Nó lắp sẵn cho mình một cái đầu xương đen rồi nè. Ghê hả? Bông Quy Đời. Ồ, nó có hai bụng netherite luôn. Ghê quá đi, lấy cái đầu cho đỡ sợ coi. Sợ quá, lấy đầu cho đỡ sợ. Được, thiệt sợ. Xin nha. Rồi, test chỗ khác thôi. Như vậy thì ở dưới địa ngục tính ra cũng còn nhiều công trình lắm. Chẳng qua là mình chưa tìm được thôi. Ở đây nó có cái quặng gì vậy? Lanthanum. Thôi, quặng nó không cần đâu. Bây giờ thứ mình cần là công trình. Hướng này hết đường đi rồi. Oh no. Ow ow ow. Bay vô một cái đường cùng à. Nguy hiểm quá. Sao thấy hơn khác. Đấy, lên trên đây là thoải mái bay lượn liền. Ô, lặn xuống dưới. Tới vùng đất khác chưa? Khúc này cũng không có công trình nữa. Ui, sao đó nhiều dơi vậy? Quá trời dơi địa ngục luôn kìa. Ui, nó đang tắm nhung nham ghê quá. Sợ mấy con dơi này thiệt. Sau khi trở về nhà thì để mình dọn dẹp cái kho đồ của mình lại cái nè. Quá trời, nó bừa bộn rồi. Đi có một tí xíu thôi à. Một kho đồ đầy ắp đồ luôn rồi. Cất mấy thứ không cần thiết vô trong hết bớt ha. Hey, rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình. Ồ, mà tránh ở đây được không ta? Tại vì mình có đủ 4 cái
Cái Glitch Blaston này thì mình có thể triệu hồi được một con boss đó. Nhưng mà đánh gần nhà ổn không vậy? Mới xây nhà xong mà quýnh nát cái nhà mệt nữa. Thôi chắc mình coi trước cái công thức của cái chỗ triệu hồi đi ha. À mà khoan, mình cũng có thể mang theo cái cục đá mài này mà, cục cắt đá này mà. Đúng rồi, vậy đi cho an toàn. Rồi mình sẽ bay tới một cái chỗ nào đó trống trống, phẳng phẳng, đầy chẳng hạn như chỗ này, cũng khá là xa nhà mình nữa. Quýnh cho nó tự tin ha, không sợ bị hư nha. Rồi trước mắt thì mình sẽ dọn cái chỗ này cho nó láng xíu, xây cho nó dễ. Đó, bắt đầu láng rồi đó. Xong bắt đầu chắc mình sẽ đặt cái chỗ triệu hồi boss ra thôi. Mình sẽ dùng cuốn sách này, nó sẽ có một cái số hướng dẫn cho mình ha. Cái đó gọi là Blackstone. Đâu rồi ta? Blackstone Onta. Đây, sẽ đặt xuống. Đặt ngay đây ha. Đó, đầu tiên thì mình cần phải có những cái Blackstone. Cái này hình như là mình phải cắt ra mới được á. Chisel, hình như cần cục này. Và mình cắt vô thêm một lần nữa thì phải. Nè. Ủa đúng không vậy? Hình như không phải luôn. Cái cục này làm sao? Blackstone, mình search công thức ở đây là ra Blackstone. Holder, đây nó nè. Tức là mình phải có cục đá đen được đục. Rồi mình cắt thêm một lần nữa hả ta? Đá đen được đục là từ đá đen được đánh bóng hoặc là từ đá đen hả ta? Tức là cục đá đen của mình không dùng được hả? Oh no. Cục đá đen mình dùng không được rồi. Bây giờ mình phải xuống địa ngục để mình đào thêm những cục đá đen mang lại đây để mình tiến hành mình làm cái chỗ triệu hồi boss thôi. Chứ cục đá đen hiện tại của mình thì không có dùng được ha. Bây giờ mình sẽ cắt lại coi. Cái này mình sẽ làm cho thành cục đá đen được đánh bóng. Ủa, được đục trước mới đúng. Đá đen được đục nè. Cái này mình sẽ cắt thêm một lần nữa. Đây rồi. Mình cần 4 cục giống như vậy á. Ok, làm thêm 3 cục nữa. Đâu rồi? Đá đen được đục. Cái holder. Đó, xong phiên, mình sẽ đặt ở 4 góc trước ha. Có được 4 cái cơ bản trước rồi. 1 2 3, ô cái này mất gì đây? 4. Rồi bây giờ thì tới những cái cục đá đen được đánh bóng. Đá đen được đánh bóng, mà cục này mình có đổi ra được không? Ê, cái này đó được. Nice. Đấy, lắp vô liền. Nó có hướng dẫn á, nên mình chỉ cần xe theo hướng dẫn thôi là được à. Đó, bọn này lắp chưa? Hơi khó nhìn xíu. Nó cứ mờ mờ ảo ảo kiểu gì. Ủa, cái này lắp chưa xong? À này, chỗ này chưa có hay sao nữa. À, chỗ này. Ui, còn thiếu nhiều lắm. Làm thêm. Dục cái này vô. Đá đen được đánh bóng. Ở đây. Úi, cái này lắp ra. Nhìn ảo thiệt luôn. Đây, chỗ này chưa lắp nè. Đây. Mình đi lên được là tức là mình xây rồi đó. Rồi, xong phim. Rồi tới mấy cục đá bị nứt. Bị nứt hồi nãy mình cũng có đào đựng chút nè. Lắp vô ta ơi. Đi tới đâu mình lắp tới đó cho nó dễ ha. Đấy, như vậy là không sợ thiếu nè. Và ở trên nó còn đếm cái số block mình cần phải xây nữa cơ. Hiện tại mình xây được 60 trên 85 cục rồi cơ. Gần đủ rồi đó. Oh no. Mang đi. Cái cúp bên mini nó đào không phát mất hết rồi. Oh my god. Thiệt tình á. Rồi, tới mấy cục đá đen được đánh bóng. Đây, đá đen được đánh bóng tiếp. Mình sẽ làm thêm nhiều xíu ha. Không biết đủ không nữa nè. 28 cục. Rồi, có vẻ đủ. Ok. Cầm cái cúp bên mini này lâu lâu
ngứa tay đậm phát là mất hết trơn luôn á. Rồi giờ tới ở đây là gạch đá đen được đánh bóng. Gạch đá đen được đánh bóng luôn nha. Mình cần 8 cục. Gạch đá đen được đánh bóng. Gạch đá đen được đánh bóng nè. 8 cục. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và cuối cùng là đá đen được đánh bóng ha. Đó. Xong phim. Văn Thành ơi. Tuyệt vời, tuyệt vời. Rồi và giờ tới công đoạn căng thẳng nhất nè. Đó chính là công đoạn triệu hồi con boss này ra. Mình sẽ nóc vô miếng thuốc kháng lửa trước rồi đã, cho chắc. Sau đó thì mình sẽ tiến hành đặt những cái Glitch Blackstone Shack vào những cái cục chứa nè. Đó, và cái này là cục cuối cùng. Xong phim. Để cho nó bắt đầu cái nghi thức kiểu như triệu hồi ra cái con boss này. Chuẩn bị nha, nó đang xoay xoay, nó bắt đầu rồi đó. Sao chưa có chuyện gì xảy ra vậy? Hay là mình phải đứng ngay đây vậy? Đúng không vậy? Đây mình làm lại nè. Hùng ta là gì? Hùng ta là gì? Chịu hồi con boss đi. Ủa? Sao quê vậy ta? Mình xây xong rồi mình... Có vẻ là xây ở trên thế giới thường nó không chịu rồi. Buồn thiệt chứ, bây giờ mình phải vác hết cái đống này đi xuống địa ngục mình xây lại. Trời ơi, cái này nó cứng nha. Oh my god luôn. Như vậy thì nó không cho mình xây trên thế giới thường rồi. Nó bắt buộc mình phải xây trên... xây bên địa ngục á. Vừa để mình cắt 4 cái cục này lại cái đó. Thì cái tình nó tức cái lồng ngực. Mình làm cái cục được đục nè. 1, 2, 3, 4. Rồi, xong phim, vác hết cái đống này đi qua địa ngục xây lại. Bỏ tay luôn. Gì mới đúng nè. Đó, xong, cầm lít rồi. Giờ thì mình sẽ tiến hành lắp lại 4 cái Glitch Blackstone Shack vào ha. 1, 2, 3, 4. Dành cả tên sân để ghép. Đó. Nó bắt đầu xây lên pho tượng rồi nè. Wow, con boss kìa. Đây là con golem Blackstone. Ôi, nó đơ rồi. Ow, bây giờ mới quýnh được nó nè. Ui, con này mạnh nha. Con này mạnh, không phải chân yếu đâu. Nhưng mà tốc độ thì nó khá là chậm nên mình không sợ lắm. À, mình có thể dùng cung nữa nè. Vậy thì dễ rồi. Chiến này ngươi tạng đời. Tốt nhất là mình không để cho nó quýnh được mình ha. Rồi nó đơ luôn rồi. Ôi nó biến dạng rồi. Nó thay đổi dạng. Oh my god. Dạng đó thì mình không bắn cung được. Cận chiến thôi. Hình như nó sắp thay đổi hình dạng nữa sao á. Chấp ngươi thay đổi hình dạng luôn. Ô nó hất mình cơ. Cặn đấy. Nhưng mà không sao. Thế vậy được rồi. Wow. Ô, và nó rơi ra những cái con mini golem nữa. Ăn đá không? Chưa. Hình như những con boss, những con mini golem này mình có thể thu phục được á. Mình để mình coi sách lại cái đã. Blackstone. Remind Blackstone that can be found in battle. Vậy là con này không thu phục được. No. Tưởng đâu thu phục được chứ. Tiếc quá. Mà cảm sao? Thì diễn nó trước đi. Và khi mình đánh bại con boss golem thì nó sẽ cho mình một cái trái tim của golem ha. Mình có thể dùng làm một cái cánh tay nha. Khá là hay luôn. Cũng được. Như vậy thì thêm một con boss ở bên địa ngục này đã được mình kiểu như là tiêu diệt rồi ha. Mà con boss này hơi khó, một cái là mình phải triệu hồi nó mới ép á chứ. Xong phim rồi. Giờ thì trước khi về để mình ghé qua bên đây. Hồi nãy mình thấy nó có cái chỗ giống như cổng địa ngục đó. To đùng luôn. Nè.
ngay đây. À, lượm được trái táo vàng. Kệ, có đỡ hơn không? Còn gì khác không? Có vẻ hết rồi. Về nhà công việc đầu tiên là mình ngủ trước cái đi. Đánh giấc trước ha. Rồi sáng thức dậy hẳn chế tạo đồ từ boss rơi ra. Mình sẽ cần phải có thêm những cái cục đá đen nữa. Đá đen, đâu rồi, đá đen. Đá đen đây. Làm luôn. Đó, Blackstone Arm. Cánh tay Blackstone ha. Rồi rồi. Cầm cái này là mình bị làm chậm nha. Cầm cái tay là mình bị làm chậm. Chậm á. Ồ, hình như cái này mình đục được hay sao á. Được được, mình sẽ đấm con gà thử. Ui, hình như đấm cái này là hold right click to jack arm. Oh my god. Cái này mình có thể ném đá được. À, cái này là gọi là ném đá khoe tay nè, chứ không phải là ném đá giấu tay. Được nha. Nhưng mà dẫn sức hơi lâu nha. Mình sẽ ném đá coi coi ngất xỉu được con cụ không nha. Trời, con cụ nè. Trời. Trời, cái cụ chết quẹo luôn. Này ghê lắm. Nhưng mà cái này phải luyện tập thì mới có thể ném chuẩn được. Không phải dễ ném đâu. Cái này khó ném lắm á. Nhưng mà ném phát nào là chí mạng phát đó. Gì cũng được nữa. Hay. Cũng được. Một vũ khí mới. Và cái này mình có thể cường hóa không? Không cường hóa được nha. Nên nó rất là dễ hư đó. Ok. Biết được một loại vũ khí mới khá là xịn sò con bò luôn. Rồi mình sẽ tranh thủ mình cất mấy cây vụn netherite vô trong đi. Ồ, mình có ruby nè. Ruby có thể làm được kiếm. Nhưng mà kiếm thì không mạnh bằng kiếm của mình cho lắm nên thôi. Để đó đi, tạm thời cứ cất đi ha. Chắc bây giờ mình sẽ tranh thủ mình đi khám phá một xíu đi. Chứ nãy giờ mãi mê lo farm đồ triệu hồi boss các thứ rồi. Nên mình sẽ dành một chút đi khám phá ha. Và trước khi tiếp tục cái chiến khám phá thì để mình test thử trên con quái. Sức mạnh của cục đá nè. Ui, không chết nổi. Xém chết thôi. Nhưng mà chọi xong thì con quái nó cũng bị làm chậm đi ha. Kiểu như bị choáng váng á. Xương nè. Ui, xương chọi phát chết luôn. Được vậy ta. Mạnh phết đây. Nhện nè. Chọi cục đá vô mặt nè. Hổm ngày bắn cung là quá là bình thường rồi. Chọi đá luôn cho máu. Nó dân chơi là phải biết chọi đá. Đây rồi. Ui, có mấy con ọt. Farm nó. Sắp tới mình rất là cần con ọt này. Mình sẽ farm nó lấy thịt. Yes. Con nhỏ này có rơi ra không ta? Farm thử á. Ồ, con nhỏ cũng rơi ra luôn. Không, cái này là da chứ không phải là thịt ha. Mình nhớ nhầm à. Cái da của con ọt. Này thì nhện. Vũ khí này được thiệt sự. Ồ, hiếm lắm mình mới gặp một ngôi làng mà cạnh ngôi làng có cái tàn tích cổng địa ngục luôn nè. Ồ, cho mình một chút cà rốt vàng. Mình đã đang định cai cà rốt vàng rồi. Mình cứ cho mình cà rốt vàng là bắt buộc phải ăn thôi. Ăn cà rốt vàng nó no khá là lâu ha. Nên mình tương đối thích luôn. Và, ủa, ngôi làng này không thấy dân làng ta. Wow, ngôi làng còn có người. Người nuôi ong nè. Trời, xịn vậy. Tự nhiên có được mấy chai mật ong miễn phí luôn. Sướng nha. Trời ơi, cái làng đâu mà nhiều hay nhiều chuông thế. Một cái chuông xài được rồi mấy bác ơi. Xài chứ nhiều chuông. Xài cái chuông được rồi. Xài. Đấy, đánh chuông đấy. Lấy chuông người ta xong còn đánh chuông nữa ha. Và gần đây cũng không có công trình nữa ta. Sao lúc đầu á mình yếu thì cả đống công trình luôn. Khám phá không sể, bây giờ lúc mình mạnh lên đựng tí rồi. Tìm công trình khám phá thì không thấy đâu à. Giờ ngon cho công trình đi. Thử coi tới công chuyện hay không. A few moments later. Lại một lần nữa. Tới hồi thiệt lúc mà mình
săn tìm á thì chả thấy đâu. Tôi hỏi bây giờ mình đã từng đánh bại cái con Nihilist rồi, bây giờ thì nó lại xuất hiện rất là nhiều tổ hợp giống như vậy nè. Thôi thì gặp thì chiến thôi, mình là người chơi hệ chiến mà. Thích thì chịu à, không có sợ nhá. Thích thì chịu. Tầng này không phải chỗ gắn cái pha lê vô à? Ủa, gắn cái ngôi sao vô à? Đây nè, tầng này mới đúng nè. Tầng này hơi bị nhiều quá nha. Ripper đừng làm bậy nha cưng. Nó mà ha, nổ bể cục này là mình không biết chế tạo kiểu gì luôn á. Rồi, giờ thì lắp những cái Soul Star vào thôi. 2 cái, 3 cái. À, chưa. Kiểu gì thì nó ra nó cũng quýnh mình vài cái à. Mình thủ sẵn kia cúp trước. Ôi, thủ sẵn táo trước. Chuyển luôn. Nó đâu? Lại lít đâu? Ủa, nó đâu rồi? À, bữa nay mình sẽ cho nó ăn đá. Trời, đá vô mặt nó nè. Trời đá không ơi. Ui, sao quá, trời không nổi. Chùa chiến này mình đã biết cách để đánh nhau với nó rồi. Chiến này người chết. Chiến này người sẽ chết thôi. Nihilist à. Nihilist nè. Ôi, nó dùng phép quá trời luôn rồi. Thôi kìa. Dùng phép mà. À, nó thích bài không? Cận chiến nó, ui chắc hút. Nó đi cài số dây kìa. Cài số dây nè. Bắn cho nó ngõm luôn. Ui, cái phép của nó cơ. Nó đóng băng mình rồi. Ôi không. Không ổn. Không ổn tí nào. Chặt nó. Và kết thúc đi. Yes. Lửa đã thiêu cháy nó rồi. Này thì lít nè. Lụm liền. Lụm gạo em nói liền ha. Ồ, ở đây còn có hang động pha lê nữa nè. Mà để mình vô trong bờ trước đã. Ngoài đó nguy hiểm quá. Cũng được thêm một số cuốn sách và 2 cái ancient animal ha. Mình thì không có cái obsidian hết á, nên mình không chế tạo được cái cây gậy. Chứ mình mà có cái obsidian hết là mình chế tạo cây gậy liền á. Để coi obsidian hết, tức là trái tim hắc diệm thạch. Vậy là mình phải đi đánh cái con boss hắc diệm thạch ở bên thế giới kết thúc hay sao ấy thì mới kiếm thêm mấy cái đó được. Ủa sao mình nhớ lần trước mình đánh có rơi ra mặt ta? Sao mà mình lục lại hả? Không thấy nè. Kỳ thiệt. Tới số các ngươi rồi, cướp dân làng. Bữa nay mình có vũ khí mới rồi. Trời, cục đá vô mặt nó. Trời vô mặt nó. Từ từ để mình dẫn sức. Trời vô mặt nó. Ui, trời một cái không chết nổi. 2 cái mới chết. Ao. Ui, không được rồi. Cẩn thận nha, bọn này có mấy cái mũi tên mà sát thương tức thì á. Ủa, mũi tên sức mạnh chứ, nên bắn rất là thốn á. Ê, có tên pháp sư. Pháp sư nè. Quét sạch băng cướp này thôi. Rồi, tranh thủ. Bọn này khá là giàu đó. Cướp biển này giàu được. Giàu thì mình sẽ bóc lột hết của bọn chúng luôn. Ở tầng dưới có vẻ vẫn còn nè. Con cầm rìu hả? Ui, 2 con, 3 con. Đóng thiệt. Ê, nhưng mà có 7 gì vậy? À không có 7. Uống hồn chim én. Ui, nó lại xuất hiện tiếp rồi. Xuất hiện đi. Cướp nè. Cướp bóc nè. Xong. Quay sạch. Clear đó. Hơi căng một xíu ha. Mặc dù giờ mình cũng tương đối mạnh rồi đó, nhưng mà gặp mấy tên đó cũng hơi bị tâm lý một xíu. À, lại thêm cái tà bay nữa nè. Tà bay này lần trước mình mới khám phá nè. Ở trên cái vùng đất kỳ lạ này thì mình phát hiện. Oh no. Ripper đi ra. Một cái ngôi nhà và mình mở ra cái thành tụ khác luôn kìa. Để mình coi thành tụ này là gì. Look like they left in a hurry. Ủa, tiếng Anh nữa chứ, trong khi mình nấp tiếng Anh. Rồi, vô luôn.
Ủa, cái này giống như là cái nông trại gì á, bị bỏ hoang rồi. Để nhìn kỹ coi cái này nhìn giống cái gì ta. À, biết rồi, nhìn giống cái nhà thôi chứ không gì đâu. Này, bố mình gì lâu lắm rồi đi nhá. Tưởng đâu trong đó có cái gì xịn lắm. Nó là một cái dạng công trình để mình mở ra mấy cái thành tựu phụ thôi ha. Cũng chỉ có thế. Tranh thủ lúc mà trời còn sáng thì mình sẽ đi về hướng biển tiếp. Tới khi nào hết biển đây? Bay nãy giờ toàn gặp biển không à. Biển ốc đảo thôi. Cái này nhìn lạ lắm. Cái cây nhìn đúng lạ luôn. Cái sim gai gì kì vậy? Ui, rồi luôn rồi, mình lỡ đốn luôn rồi. Ui, mình không biết gì đâu. Cái đó là cái cây bình thường thôi. Mà sao nhìn lạ vậy ta? Cái thân đúng to luôn á. Tưởng trong đó có đường hầm bí mật chứ. Thiệt luôn, khám phá. Đi khám phá quan trọng 80 phút rồi. Nhìn cái gì cũng nghĩ tới có công trình bên trong hết. Sợ thiệt.